Dạy học con ơi. Trang ơi. Trang à. Dạy học con. Đẻ. Trời ơi, học mẫu giáo rồi không. 6 tuổi rồi mà kêu hoài không thức. Dạy con ơi. Trang à. Dạy con. Nha Trăng. Dậy nè. Gái ơi. Dậy học con ơi. Nè. Nè. Dậy học kêu hoài không thức. Dậy con ơi. Trễ giờ lắm rồi. Kìa, bác ngủ lên trước lấy tiền nha. Nè. Chịu, bác ngủ nó ra trước lấy tiền đi. Nè. Bác ngủ rồi. Vậy. Vậy. Lại đi. Thôi, mày lấy đi. Nè. Dạ chăng. Vậy lấy. Vậy học con ơi. Trời ơi, hồi đó làm gì Nè. giờ tới nhà căn nữa. Nè. Vậy. Vậy học. Học mẫu giáo là gần lên lớp 1 rồi. Kêu hoài không thức. Lẹ đi. Nè. Ừ. Lẹ dậy đi học. Kêu hoài không thức luôn trời. Gì kìa kéo áo lên dữ vậy? Nè. Nè. Vậy. Gái gì kêu hoài không thức trời. Lăn qua lộn lại hoài gì? À, gái ơi. Chắc lấy cái cây chổi vô quá. Vô quýnh nó. À, vậy. Vậy đi học nè. Ngồi gì? Gái gì mà kêu hoài không thức trời. Kéo xuống luôn. Kéo ra luôn. Ừ. Có thằng này nữa nè. Ê, vậy. Cha, vậy không? Vậy học đó. Thích cái đó thì giỏi lắm đó. Thằng này bây giờ. Đi lên đi thiếu Rồi gì. vậy. Đi đó. Vậy đi học nè. Gì mà kêu hoài không thức. Vậy không? Vậy học mẹ. Nhanh lên. Ngồi vậy. Gãi. Mở mắt ra đây.